Và bây giờ là một bản tin từ tờ Tri thức Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói Thủy Tiên nên chia sẻ 150 tỷ đồng để dư luận khỏi hoài nghi. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng các cá nhân làm từ thiện như ca sĩ Thủy Tiên nên giao số tiền đã vận động được cho các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ để dư luận khỏi hoài nghi. Theo cập nhật mới nhất từ trang Facebook, tính đến hôm 24 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên cho biết cô đã nhận được tổng cộng là 150 tỷ đồng từ các cá nhân trong và ngoài nước đóng góp để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn trên tờ VN Express về việc ca sĩ Thủy Tiên tự thân vận động và trực tiếp đi vào vùng lũ để chuyển tiền hàng hóa đến từng người dân, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng những cá nhân hỗ trợ cho người dân miền Trung đều xuất phát từ cái tâm muốn làm việc thiện, từ tình thương yêu người dân vùng bị bão lũ. Đó là những tấm gương nghĩa cử cao đẹp, bà Ánh nói. Thế nhưng ngay sau đó, bà Ánh đã khuyên ca sĩ Thủy Tiên nên chia sẻ số tiền đã vận động được cho các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ, với nhiều lý do như là cá nhân làm từ thiện có thể đi đến vùng lũ, nhưng chưa chắc đã vào được những vùng sâu, nơi mà người dân đang thực sự cần cứu trợ. Từ đó, cộng đồng sẽ sinh ra sự so bì, cảm giác nơi này được quan tâm, nơi khác không được quan tâm. Những hoạt động cứu trợ tự phát sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của họ và những người khác. Hay các nghệ sĩ vốn chỉ quen biểu diễn trên sân khấu, sao có thể ứng phó kịp thời với bất thường tai nạn có thể xảy ra? Đặc biệt là khi cá nhân vận động được số tiền lớn lên đến vài chục hoặc là hàng trăm tỷ, thì cho dù cá nhân đó minh bạch đến đâu cũng sẽ có người đặt câu hỏi, cơ quan nào sẽ giám sát sự minh bạch công khai trong sử dụng nguồn lực đó. Vậy nên để dư luận không hoài nghi, mỗi cá nhân nên chia sẻ nguồn lực đã vận động được ấy với các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ để điều tiết hiệu quả, thiết thực, đảm bảo công khai minh bạch tránh hoài nghi của dư luận, bà Ánh nói. Trước quan điểm của bà Ánh, dư luận đưa ra nhiều ý kiến. KT Bo viết, điều đầu tiên là phải có được sự tin tưởng của người đóng góp. Người dân tin tưởng tổ chức nào thì sẽ đóng góp cho tổ chức đó vì họ muốn số tiền công sức của mình khi đóng góp sẽ được phân phát cho đúng người cần sự giúp đỡ. VMT thì viết rằng, thời đại thông tin nhanh chóng rộng mở nên mọi thứ phải khác, kể cả việc cứu trợ không thể mãi làm theo cách cũ. Tài khoản Pha Phạm thì viết rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên đi quyên góp rồi ủng hộ đồng bào miền Trung. Các mạnh thường quân và người dân tin tưởng cô Thủy Tiên mới gửi tiền vào cho cô ấy để hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa không có cái ăn cái mặc. Miễn sao cô Tiên minh bạch thì thôi. Tài khoản Đức Phương Võ thì viết rằng tại sao Mặt trận Tổ quốc không kêu gọi sự đóng góp mà phải khuyên Thủy Tiên trao lại số tiền của các mạnh thường quân đóng góp? Hay là Mặt trận Tổ quốc không còn đủ uy tín để cho người dân gửi gắm? Trước đó, sau khi công khai số tiền hơn 100 tỷ đồng nhận được từ cộng đồng, hôm 21 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên thừa nhận cô đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ bạn bè và các Facebooker, nhà báo về việc nên làm thế nào để sử dụng số tiền minh bạch hiệu quả. Họ lo lắng cho mình, dặn mình nên khóa tài khoản lại vì nếu không cẩn thận là coi như mất hết cả sự nghiệp tạo dựng, cô viết trên trang cá nhân. Tuy nhiên, Thủy Tiên cho hay cô ghi nhận tất cả những lo lắng và chia sẻ nhưng cô không làm theo được. Với ý kiến riêng, cô cho biết sẽ trao tận tay, không thông qua một tổ chức nào cả và cũng không tạo ra một tổ chức nào cả. Cùng với hôm ngày 21 tháng 10, một số đại biểu Quốc hội đưa ra những nhận xét về hành động của ca sĩ Thủy Tiên. Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, tôi nghĩ Thủy Tiên và nhóm của cô ấy không đi ban phát một cách bừa bãi. Họ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những nhà tài trợ quyên góp vào quỹ đó cho mình. Chắc chắn họ sẽ sẵn sàng minh bạch. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói rằng, nếu dân kêu gọi lập quỹ, hình thành các quỹ tài chính để phục vụ cho lợi ích của cá nhân thì không thể chấp nhận. Nhưng khi họ dùng uy tín, tấm lòng kêu gọi ủng hộ, đó là điều không phải ai cũng làm được. Theo ông Nhưỡng, ca sĩ Thủy Tiên đang làm chuyện tốt, không thể nói là vi phạm pháp luật. Mặc dù vậy, một số ý kiến góp ý rằng ca sĩ Thủy Tiên vẫn nên phối hợp với một bên thứ ba có năng lực về xử lý tài chính, kinh nghiệm cứu trợ miền Trung để tư vấn giải ngân hiệu quả nguồn tài chính để kịp cứu giúp người dân cả về thời gian và